Wendy thông báo tin cực vui đến người hâm mộ Phi Nhung. Hiện tại cô đang được điều trị tích cực tại Mỹ và trong sáng ngày hôm nay, chúng tôi nhận được thông tin mới nhất từ các bác sĩ tại Bệnh viện California đã thông báo rằng cô vừa trải qua cuộc phẫu thuật phổi quan trọng và các bác sĩ cho rằng sức khỏe của cô đang phục hồi một cách nhanh chóng. Nhưng sau khi trao đổi với Wendy Phạm, chúng tôi nhận thấy sự lo âu trên gương mặt của cô dù sức khỏe của mẹ đang có tiến triển tốt. Cụ thể cô cho biết, dù sức khỏe của mẹ có phần khả quan, nhưng cô vẫn luôn lo lắng không dám công bố thông tin này cho người hâm mộ biết, bởi vì cô nghĩ mọi người sẽ không ủng hộ chuyện này. Vì mẹ Phi Nhung đã sắp xếp toàn bộ chuyện này, sao mọi người sẽ yêu quý mẹ Phi Nhung bất ngờ quay lưng. Cùng với đó, khi chúng tôi đưa thông tin về việc Phi Nhung vẫn còn sống, thì hàng loạt cộng đồng mạng đã để lại bình luận với những cảm xúc chân thành. Cùng với đó cũng có nhiều ý kiến nghi ngờ về tính xác thực của chuyện này. Cụ thể, một vị khán giả giấu tên đã để lại bình luận như sau. May quá, Phi Nhung còn sống hả? Vậy thì nhớ trả tiền cho Hồ Văn Cường nha. Chuyện này chưa kết thúc đâu, Phi Phi cô nương à. Với những lời khó nghe này, vị khán giả này cũng đã bị rất nhiều cộng đồng mạng khác tràn vào bình luận chỉ trích, cho rằng Phi Nhung hoàn toàn không liên quan đến tiền cách xê của Hồ Văn Cường. Phi Nhung được khán giả yêu mến khi thể hiện các ca khúc dân ca trữ tình như Bông Điện Điển, Phải Lòng Con Gái Bến Tre. Đi lên từ sự khó khăn, song bằng nỗ lực của mình, nữ ca sĩ từng bước chinh phục người hâm mộ bởi chất giọng ngọt ngào sâu lắng. Trong sự nghiệp nghệ thuật, giọng ca 7X được xem là người tình sân khấu với Mạnh Quỳnh khi thường xuyên kết hợp ăn ý cùng nhau trên sân khấu. Cô còn đảm nhận vai trò giám khảo cho các cuộc thi âm nhạc như solo cùng Bolero, Hãy Nghe Tôi Hát. Bên cạnh đó, Phi Nhung còn được nhiều khán giả yêu mến vì thường xuyên thực hiện các hoạt động thiện nguyện, nhận nhiều trẻ mồ côi làm con nuôi. Vì vậy, sự ra đi của nữ ca sĩ khiến nhiều khán giả, đồng nghiệp xót xa và tiếc nuối. Đúng cũng thức thứ bảy, Wendy tìm thấy lá thư chưa kịp gửi Mạnh Quỳnh của Phi Nhung bỗng nhiên rơi ra từ nhật ký. Mới đó mà đã cũng thức thứ bảy của cố ca sĩ Phi Nhung, Wendy Phạm, con gái duy nhất và người thân trong gia đình, quay quần bên nhau thắp nhang cũng thức cho Phi Nhung. Và dường như là một sự trùng hợp, hay cũng có thể là cố ca sĩ quá linh thiêng mà mỗi lần cũng thức đều xuất hiện những sự kiện đặc biệt. Mới đây sau khi cũng thức xong xuôi thì quản lý Diễm Phạm cũng chính thức trở về Việt Nam. Trước khi ra phi trường, quản lý trao lại cho con gái Phi Nhung những kỷ vật, những tấm hình, những quyển sổ nhật ký và quá bất ngờ khi có một bức thư của Phi Nhung xuất hiện những dòng tâm sự chưa kịp gửi đi mà người nhận lại chính là tri kỷ Mạnh Quỳnh. Wendy Phạm vừa đọc những nỗi niềm của mẹ vừa khóc. Quỳnh ơi, Nhung mệt rồi, cho phép Nhung nghỉ ngơi nhé. Hứa với tôi là không được khóc, đàn ông con trai gì mà khóc xấu quá. Ừ, ông cần phải làm điểm tựa vững chắc cho gia đình, chứ tôi có đi xa ông đâu. Tôi vẫn ở đây mà vẫn dõi theo ông, tất cả mọi người. Chỉ là tôi mệt, rất mệt, nên muốn ngủ thật ngon trong vòng tay thương yêu của tất cả mọi người thôi. Hứa đi nhé, đừng rơi lệ, mọi người luôn muốn thấy ông cười, nhớ nhé. Không khóc nữa nhé. Tất cả mọi người nhớ tới Nhung phải cười tươi lên. Hứa với tôi là ông phải thay mặt hai đứa, đem lời ca tiếng hát phục vụ những người đã yêu thương, dành tình cảm cho chúng ta và luôn giữ cái đẹp trong lòng mọi người. Khi nghe ông hát bài nhớ đến tôi, nhớ đến tên tuổi của cặp đôi song ca Mạnh Quỳnh Phi Nhung ông nhé. Xin lỗi khi đã không giữ lời hứa với ông là đẩy xe lăn và cùng nhau đi khắp nơi, đem tiếng hát đi phục vụ khán giả đến hơi thở cuối cùng. Nhưng vì tôi quá mệt không thể đi đến cuối đoạn đường cùng ông, tôi chỉ dừng lại để nghỉ ngơi giữ sức. Tôi sẽ cho ông 22, 30, thậm chí 50 năm nữa để cùng ông đi nhé. Ở nhà ông sẽ buồn lắm đây khi không còn tôi bên cạnh. Nhưng tôi biết ông cũng hiểu, tôi đâu muốn xa ông đâu. Giờ này nơi ấy ông vẫn còn níu giữ những kỷ niệm đẹp lẫn ký ức vui buồn của hai đứa trong suốt mấy mươi năm qua à. Nhưng đừng làm thế nữa có được không? Vì thật sự tôi không muốn nhìn thấy những giọt nước mắt ông dành cho tôi chảy dài xuống má của ông đâu. Ông biết không ông Quỳnh, tôi sống kiếp này quá đủ rồi. Cây đắng ngọt bùi đều có ông bên cạnh chia sẻ với tôi. Trên thế gian có được bao nhiêu tình người như thế. Ông trời công bằng lắm, không để bất cứ ai phải thiệt thòi, nên đã mang ông đến bên tôi, sẽ bù đắp lại những gì mất mát và thiếu sót. Ông gọi tôi là người vợ không bao giờ cưới. Tôi kêu ông bà ông xã yêu thương ồn ào thị phi, theo tụi mình cùng một thời gian dài. Ai nói gì thì nói, ai hiểu sao thì hiểu, nhưng chúng ta hiểu nhau mới là điều quan trọng. Tôi hạnh phúc khi các con bên cạnh, khi được khán giả thương, hạnh phúc tất cả những gì ông đã làm cho tôi. Tôi yêu tất cả mọi người, nhưng tôi mệt rồi ông ạ. Tôi xin phép được nghỉ ngơi ông nhé. Dù có mạnh mẽ đến đâu, tôi vẫn chỉ là một người phụ nữ bình thường.
tôi luôn tỏ ra mình ổn để mọi người không nhìn thấy những gì tôi phải chịu. Tự bảo vệ bản thân và các con em của mình, tôi muốn là một con chim đầu đàn hướng các em, các con mình về phía ánh sáng mặt trời, muốn là cánh chim mẹ đi tìm mồi về chăm sóc cho đàn chim non. Ông đừng giận tôi nha, tôi biết ông thương tôi lắm nên không nỡ giận hờn tôi đâu. Hãy cho tôi mượn bờ vai ông nhé ông Quỳnh. Tôi cần lắm vào vai ấy lúc này để tựa đầu ngủ thật ngon. Sóng gió bão tố không làm tôi chùn bước, ôm ao thị phi không làm tôi lo. Tôi mệt lắm mà phải lo nghĩ không có giấc ngủ ngon, sợ nỗi buồn của tất cả những người thân yêu bên cạnh. Tôi mệt với những chuyến bay xa, mệt với những bước chân vội vã. Tôi mệt lắm. Ông hãy làm vào vai vững chắc cho tôi được dựa vào để ngủ, một giấc ngủ thật dài. Cho đến khi tôi thức dậy thì mọi chuyện buồn đau tựa như ưu phiền càng ước khổ dị đã ở lại và được chôn vùi vào ký ức nhé. Tôi nợ ông điều gì, cho tôi thiếu kiếp sau tôi trả lại. Đó là nội dung thư vô cùng đặc biệt mà Phi Nhung đã gửi đến cho Mạnh Quỳnh. Mạnh Quỳnh choáng trước giọng hát của nữ ca sĩ xinh đẹp. Mạnh Quỳnh dành lời khen ngợi và mong Tuyết Mai tiếp tục phát triển bản thân để tiến sâu trong chương trình Đánh Thức Đam Mê. Tập 1 Thách Thức Đam Mê phiên bản tình quê lên sóng với màn tranh tài của Tuyết Mai, Văn Hương, Hồng Gắm và Huỳnh Thật. Đảm nhận vai trò giám khảo là ca sĩ Mạnh Quỳnh, ca sĩ Đông Đào, đạo diễn Vũ Thành Vinh. Trong đêm thi, ca sĩ Tuyết Mai gây ấn tượng qua ca khúc Tình Hoài Hương, xuất hiện với tà áo dài truyền thống kết hợp cùng giọng hát ngọt ngào sâu lắng và các điệu múa dân gian, cô đã mang đến tiết mục thú vị cho người xem lẫn giám khảo. Sau khi giành quán quân một cuộc thi âm nhạc, Tuyết Mai có thời gian im ắng để tập trung chăm lo cho gia đình. Đến thời điểm hiện tại, nữ ca sĩ quyết định trở lại và hứa hẹn sẽ là nhân tố đáng gờm của Đánh Thức Đam Mê. Nghệ sĩ ưu tú Vũ Thành Vinh ấn tượng trước phần dự thi của nữ thí sinh. Ông hy vọng ở những vòng sau sẽ thấy được một Tuyết Mai bùng nổ hơn, mới mẻ hơn. Trên sân khấu em cũng bay lượn leo trèo, em không thể múa như các bạn, nhưng hòa nhịp rất tốt. Ngày hôm nay với bài hát này, em đã thể hiện được chiều sâu và sự điềm đạm trong ca khúc, ông cho biết. Với giám khảo Đồng Đào, cô khích lệ nữ thí sinh cố gắng giữ lửa nhiệt huyết, tỏa sáng và đánh thức niềm đam mê của mình. Đối với Mạnh Quỳnh, anh nể phục sự can đảm và lòng yêu nghề của đàn em. Đánh giá về tiết mục này, giọng ca Căn Nhà Màu Tím khen nữ thí sinh đã mang đến một phần trình diễn đẹp cả phần nghe lẫn phần nhìn. Nam giám khảo choáng trước giọng hát của cô và nhắn nhủ: "Chào mừng Tuyết Mai đã quay trở lại và hy vọng rằng em sẽ lợi hại hơn xưa. Tôi mong rằng những tiết mục sau, sự diễn xuất và các yếu tố khác sẽ mạnh mẽ hơn để mọi người thấy được khả năng của em không chỉ dừng lại ở thanh nhạc." Tiếp đến là màn trình bày của thí sinh Huỳnh Thật, lựa chọn cho mình ca khúc Đàn Sáo Hậu Giang để phô diễn giọng hát mềm mại, trầm ấm, nam thí sinh chiếm được tình cảm của người nghe. Nếu Mạnh Quỳnh đánh giá cao Huỳnh Thật về lối diễn xuất, thì giám khảo Đồng Đào khen nam thí sinh có khuôn mặt sáng và giọng hát ngọt ngào. Bên cạnh đó, nữ ca sĩ cũng có những lời góp ý dành cho nam thí sinh liên quan đến việc phát âm.